Em giờ dính 10 triệu nãi và đang đóng họ. Em ơi, mình phải hiểu như thế này, mình là một con người, mình phải có sự cống hiến. Em đang lao động cống hiến cho cả một xã hội đấy. Chứ những cái thằng mà nó thu tiền họ của em ấy, nhá, anh nói thật, thì nó cũng lại là gì, nó cũng lại mất tiền vào những cái chỗ như là bay nhảy, nắc nú, nào là gái gú, nào là quán ăn đêm, đúng không? Chứ thịt mẹ nó cũng có phải là được, nếu như mà nó cầm về nó xây được nhà ấy, thì lại là gì, nó lại trả công cho những người làm thợ xây, người ta được ăn cao lên một tí, người ta có công việc. Còn nếu như nó cầm tiền đấy nó đi đốt như là ăn đêm rồi là đi hát hò này kia này, thì nó lại cũng lại là chảy cái dòng nội nội tệ, nó chảy từ miền Bắc vào miền Nam một chút cho Cần Thơ, nó gọi là đang tỉnh nghèo nhá, các cái tỉnh miền Tây ấy, nó đang nghèo nàn thì thôi, thì nó chảy nguồn ngân sách đấy một chút cũng được. Chứ chung quy mà xã hội này, đồng tiền nó chỉ là tạo ra đồng tiền khi mà ông tạo ra một sản phẩm mới, ông ở cái giai đoạn gọi là gì, ông ở cái bước gọi là gì? Bước sản xuất, chứ không phải là nằm ở cái bước thương mại, đúng không? Là em đang đi vay họ và đóng họ đây, đây nó là bước, đây là bước thương mại, và em đang tiếp tục em phải sản xuất thì nó mới ra được cái sản phẩm, đúng không? Em giúp người đấy nhá, mình cứ giúp thì mình nghĩ nó thứ tháng ấy. Chứ bây giờ mà cứ ngồi nhà bóp rái ủ mưu trong đời, nghĩ đời nó khất đời chứ, đi con mẹ đời nó chán thật, đi thằng bố mà tự dưng bây giờ mình lại có tiền, mình lại có tiền mình lại phải đi đóng nãi, mới có tiền mình phải đi góp họ. Thế thì nó mệt mỏi lắm. Mình nghĩ nó thoáng, nghĩ nó thoáng ra là gì, thôi anh em người ta thì mẹ đấy, thằng thằng đi thu họ đấy, con người ta có ăn có học và đàng hoàng tử tế đấy, mà ý là thì mẹ có gia đình đàng hoàng hay là thế này thế kia nhá, đéo là người ta phải đi thu họ đâu. Đi thu họ toàn là những ông gọi là lang thang chocobay, gọi là mèo mả gà đồng, thì mình coi như là mình đang cúng cô hồn đi em. Cái bọn nó đi thu họ nó cũng khổ lắm chứ em, cũng toàn những cảnh địt mẹ mày dạt nhà bỏ nhà với cảnh nợ lần cả, em thấy không? Thế nó có phải là địt mẹ mày nó sung sướng cái gì đâu. Thế nên là các ông phải hiểu rằng là mình nghĩ nó thoáng nha đấy, nó phải có cờ bạc và phải có bọn đấy thì nó mới kích thích cái nền kinh tế để phát triển được. Ở đâu mà càng phát triển thì ở đó càng có nhiều tệ nạn. Vậy thì hỏi tệ nạn có trước hay là phát triển có trước? Hai cái là sự song hành nhá. Địt mày mày là khu vực này đất được bồi thường thì bắt đầu là đồng tiền đấy nó lại phải là đi hát karaoke. Hát karaoke thì làm sao giá hoa quả nó lại tăng đấy, bây giờ một đĩa là 150 một đĩa hoa quả đúng không, bình thường địt mẹ không đi hát nhá, đĩa hoa quả chỉ 35.000 thôi đúng không nào, đây là 150 một phát thì bắt đầu là bà buôn hoa quả cũng có tí lãi lên một tí rồi, là địt mẹ thằng chạy cái xe hoa quả đấy nó cũng chạy nhiều lên một tí, cái chạy chợ hoa cả đấy nó cũng lại là phát triển lên một tí, chứ có cái gì đâu mà. Đấy là từ hoa quả, sau đó là gì, là đóng góp cho cái ngành gọi là công nghiệp bia Hà Nội này đấy, mình lại còn làm, mình làm tăng tương tác để phát triển cái ngành gọi là đèn mờ này. Tức là gì, ngày trước đèn nó chỉ là đèn bóng đèn thôi đúng không, bây giờ nó các màu luôn thì có vẻ là gì đâu mà. Mình nghĩ nó thoáng ra, mình đã đóng góp cho đất nước phát triển đấy nhá, chứ còn mình cũng không phải là thằng trực phòng này bo cho nó 2 lít này, nó đang sinh viên nghèo vượt khó, học thì dốt không được học bổng, thế bây giờ phải đêm phải đi làm thêm, mình cho nó 200 thôi, cầm 200 em nhá, tí có ai đến như nào phải báo anh luôn nhá, có điều danh mấy con đào đẹp đẹp tí đấy, đấy. Cuộc sống là như thế mà, mình không 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 có cái gì cả, mình không nghĩ gì cả nhá. Chủ đề là gì đây anh, chủ đề là loạn sinh ngậu. Mình nghĩ nó thoáng ra nhá, chứ đừng 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 bó đầu. Bây giờ anh nói mày nhé, trong trại nhé, mày mày mà đi tầm khoảng 5 năm mà mày cứ ngồi mày địt mẹ bóp rái, mà mày ngồi mày cay cú, mày ngồi sâu không sắt thì nhá, đúng kiểu gọi là sâu sắt anh là kẻ có tội mà ngoài xã hội em lại là kẻ bạc tình thì nhá, thì bố mày được 5 ngày là mày chết 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 trong trại luôn. Mình phải nghĩ nó thoáng ra, mình có tội thì mình phải đi đi vào đây là gì, để học anh học em học bạn học thầy. Thế thì mình ở ngoài mình ăn chơi đi mẹ mà trác táng rồi, thì bây giờ mình có tội thì mình phải vào đây, thì mình gọi là sống chậm lại một chút, đôi khi con người ta phải gọi là tự sống chậm lại để mà nhìn nhận về xã hội một tí, nhìn nhận về cuộc sống một tí, đường đi nó còn có cả thì mẹ mà đèn xanh đèn đỏ ngã ba ngã bảy cơ mà, đến 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 ngã tư nó phải có đèn đỏ để mà dừng lại, con vợ nghĩ đi đi thẳng hay là rẽ trái hay là quanh phải, đường đời nó cũng vậy thôi em. Cái lúc mà em đang thua đây này, em đang nợ đây này nhá, thì là gì, đấy là đèn đỏ của đời em ấy, phanh cái kít cái dừng lại, nghĩ đi, ngồi nghĩ đi, đi tiếp là như nào, tiếp tục con đường đi mẹ mày ăn chơi trác táng gọi là đi bố mày đá đẩm giặt dẹo hay là gì, chuyển sang con đường khác. Người ta tốt với em đấy, người ta cho em vay và người ta tính lãi là người ta tốt với em đấy, em nhận ra giá trị của đồng tiền và giá trị của cuộc sống, em hiểu không? Chứ nếu như không có những con người như vậy nhé, thì làm sao em biết đâu là người tốt, đâu là người xấu, đâu là tình thương, đâu là mến thương, đúng không nào?
Nhưng mà em không đi vay nặng lãi, em không bị những cái hoàn cảnh như vậy thì có khi em vẫn nghĩ là cuộc đời nó vẫn chỉ là một cái màu hồng thôi, chứ nó chả bao giờ là có màu đen hay là nó đời nó buồn đâu. Những con người đấy đang giúp em được nếm trải những cái mùi vị, những cái hương vị của cuộc sống, những cái cung bậc của tình cảm. Thấy chưa? Khi mà mình được đè, ôi dù nó vui, nó sướng, nó cười cứ ha. Khi mà mình nhịp mình à đi vay về, đi vay lãi về để đóng lãi. Chúi. Chán, ức, nó bực. Thấy chưa? Chạy cuốc xôm Grab địt con mẹ à mày, chạy từ bố mày Mỹ Đình sang bên Long Biên Gia Lâm được có 175k. Thế mà địt mẹ à mày về đưa cho nó đóng của họ 250 một ngày vẫn phải đóng. Lúc đấy em mới thấy cái giá trị của đồng tiền và giá trị của mồ hôi nước mắt của cuộc sống. Em hiểu không?